thường trực đoàn chủ tịch đảng ủy tổng liên đoàn, tri đoàn thanh niên cơ quan tổng liên đoàn tổ chức đêm liên hoan vui tết trung thu như là một món quà ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm yêu mến của các bác, các cô, các chú và các anh chị đoàn viên dành cho các em, được mong muốn các em sẽ có những giờ phút vui chơi thật thoải mái, bổ ích bên gia đình thân thương của mình. Trước hết, xin trân trọng giới thiệu các đại biểu đến dự và chung vui với các em ngày hôm nay, có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Công đoàn Việt Nam. Thứ hai, đồng chí Bùi Thị Bích, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng Liên đoàn. Ngoài ra còn có các cô, các chú là đại diện cho các ban, đơn vị cơ quan tổng liên đoàn, các vị phụ huynh và đặc biệt là rất đông các em thiếu niên nhi đồng đã đến đây tham dự đêm hội đặc sắc này. Xin nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu, các vị phụ huynh và đoàn thể các em. Và còn một điều bất ngờ chúng tôi muốn dành cho các em, đó là sự hiện diện của đội sinh viên tình nguyện với những tiết mục sôi động và đặc sắc. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị phụ huynh và các em yêu quý, Tết Trung Thu năm nay còn có ý nghĩa hơn khi Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Công đoàn Việt Nam đã trích những phần quà thiết thực gửi tới toàn bộ các em và đại diện 6 gia đình tại cơ quan tổng liên đoàn như một lời động viên chia sẻ. Còn sau đây tôi xin trân trọng kính mời đại diện các gia đình có tên lên nhận những phần quà từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Công đoàn Việt Nam. Số 1, gia đình đồng chí Hà Thế Anh. Số 2.